Quý vị thân mến, trong khi Tiến sĩ Anthony Fauci tỏ ra lạc quan với biến thể Omicron thì giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ cho rằng Omicron xuất hiện trong cơ thể người suy giảm miễn dịch nhiễm virus SARS-CoV-2 và một loại virus khác. Phát biểu được giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ Francis Collins đưa ra trong cuộc họp báo mới nhất, Omicron là biến chủng có đột biến lớn nhất từ trước đến nay, với ít nhất là 50 đột biến so với chủng virus gốc tại Vũ Hán. Nếu chúng ta không được bảo vệ miễn dịch đầy đủ trên toàn cầu, chúng ta sẽ tiếp tục ghi nhận biến chủng và chúng ta sẽ phải sử dụng một vài chữ cái khác trong bản chữ cái Hy Lạp. Tom Collins, do người suy giảm miễn dịch không thể đánh bại hoàn toàn được virus, nó sẽ tồn tại trong cơ thể họ suốt nhiều tháng. Và đây là cơ hội hoàn hảo cho virus SARS-CoV-2 tăng đột biến khi người đó bị nhiễm đồng thời virus SARS-CoV-2 và một loại virus khác. Trong khi đó, chuyên gia Nam Phi Tulio de Oliveira, người được mệnh danh là thời săn virus, trước đó cũng nêu giả thuyết Omicron đã ủ trong cơ thể người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng như là nhiễm HIV.